Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu về chủ trương tầm quan trọng của đường vành đai 4, đến nay, người dân xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án. Gia đình ông Đào có 2,4 sào đất nông nghiệp và trên 400 mét vuông đất ở thuộc dự án đường vành đai 4. Mặc dù kinh tế của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nhưng khi được tuyên truyền về chủ trương xây dựng đường vành đai 4, gia đình ông Đào đã đồng thuận và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho dự án. Chủ trương của nhà nước mở rộng vành đai 4 cho người dân đi lại cho nó thuận tiện. Vợ chồng con cái nhà tôi cũng đồng thuận di dời ra đúng đất mới. Xã Đồng Than có gần 11 hectare đất của 176 hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4. Trong đó có trên 10 hectare đất nông nghiệp và 0,5 hectare đất ở. Nhờ thành lập các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền, giải thích về chủ trương của dự án đến từng cụm dân cư, nên đến nay tất cả 24 ngôi mộ đã được di rời. 100% hộ dân có đất nông nghiệp, đất tái định cư đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và sẵn sàng bàn giao đất cho dự án. Cũng có một số hộ gia đình là họ cũng có ý kiến về cái giá đất. So với các địa phương thì nó có sự chênh lệch khác nhau. Ngoài cái việc mà mời các hộ gia đình có ý kiến lên hội trường chúng tôi phân tích giải thích, tôi cũng kết hợp cùng với cả các đồng chí trong ban chi ủy, đặc biệt là các đồng chí trưởng thôn, phó thôn ở đó cũng đã đến tận các hộ gia đình để vận động, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu về cái cơ chế chính sách. Công khai, minh bạch và tích cực vào cuộc giải đáp những thắc mắc của nhân dân, nên phần lớn các hộ dân có đất thuộc dự án đều đồng thuận. Hiện xã đang tích cực thực hiện xét duyệt nguồn gốc 0,5 hectare đất ở của trên 30 hộ gia đình còn lại, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận nhận đất tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.